Em vừa đi thăm cạm về toàn thể các bác ạ. Cũng rất là lâu rồi mới có thời gian để đi đặt những chiếc cạm chuột như thế này. Và đây chính là cái thành quả khi mà sử dụng những chiếc cạm 9 chân ti, những chiếc cạm chuyên đánh chuột. Và các bác nhìn thật kỹ nhé, đây đều là những cái chiếc cạm mà em đã sử dụng đến 5 năm rồi. Nó han rỉ mất màu các kiểu này các bác này. Và ở đây em cũng cầm sẵn một chiếc này. Chiếc này thì không được con nào cả. Và cầm một chiếc dù đã có tuổi thọ vài năm rồi, ra đây để cho các bác xem về cái chất lượng và hướng dẫn các bác cách gài nếu bác nào mà chưa sử dụng cái chiếc cạm này lần đầu, chưa sử dụng bao giờ và lần đầu sử dụng thôi. Và đây là cái chiếc cạm mà với cái bàn đạp là hai khuy nhé toàn thể các bác nhé, hai khuy nên nó rất là bền. Đây các bác nhìn xem, đấy, mấy năm rồi mà cái phần đĩa cạm này kèm theo cái phần lẫy gài cạm này nó vẫn rất là bền, không bị xê dịch một xíu nào cả. Đây chính là những cái điều mà rất là nhiều bác thợ bẫy chuột thích ở cái mẫu cạm chuột này. Và đặc biệt thì với những cái cạm mà loại 1 nó dày dặn và khuy chắc thì lại càng là một cái điểm cộng nữa. Vì với những cái chiếc cạm chuột như thế này thì em thấy rất là nhiều đơn vị cung cấp những chiếc cạm cực kỳ là mỏng và cái phần lẫy nó không được chắc chắn như thế này. Nên là khi mà vẫn là một cái số tiền bỏ ra vài ngàn đồng để mua một chiếc cạm thì các bác hãy tìm một đơn vị uy tín để các bác đặt cạm nhé. Và ở đây thì là cái thành quả cũng là thực tế luôn để các bác thấy được cái chất lượng của cạm kiềng kèm theo cái hiệu quả khi mà sử dụng những chiếc cạm như thế này. Chuột rất là to này các bác này. Cái ưu điểm của những cái mẫu cạm chuột này thì nó sẽ không gây chết chuột đấy các bác nhìn thấy ạ. Nó sẽ kẹp vào chân như thế này và không cần phải dùng mồi gì cả. Đặt dưới nước cũng được, đặt dưới sình lầy đều được hết. Kèm theo đó thì các bác thấy nó rất là gọn, nó nhỏ xíu bằng lòng bàn tay như này thôi. Đấy, các bác có thể cho vào ba lô đến hàng vài trăm chiếc rồi đi đặt cạm chuyên nghiệp đều rất là ok. Đấy, sau khi mà được chuột như này mà các bác muốn thu hoạch luôn và đặt lại những cái chiếc cạm như thế này thì các bác nhớ hãy rửa qua nước đi để nó mất mùi. Hoặc là các bác có thể sử dụng những cái lá cây hôi để các bác trà lên, nó sẽ mất cái mùi chuột đi. Các bác đánh tiếp tục lại rất là hiệu quả. Đấy, rất là nhiều bác thích vì nó không phải dùng mồi và cách đánh thì cực kỳ là dễ. Ví dụ như đấy, em sẽ lên thử cái chiếc cạm này luôn để cho các bác thấy này. Các bác có thể kẹp bằng tay như thế này luôn, hoặc là như em thì em sẽ sử dụng chân. Em sẽ sử dụng chân để em đạp lên. Dây thì các bác có thể sử dụng dây phanh hoặc là tận dụng những dây thép như này này, hoặc là những cái dây điện bỏ mà các bác để ở nhà ấy. Đấy, các bác cột vào đây. Không thì khi mà chuột nó vào cái là nó sẽ chạy đi mất nếu mà không có dây níu. Đấy, các bác gài cho em hai cái lẫy này vào với nhau nhé, một lẫy ở bên ngoài và một lẫy ở bên trong. Đấy, lối liền với cái phần bàn đạp này như thế này là xong rồi. Đấy, cách lên rất là đơn giản và bác nào cũng có thể dùng được. Đấy, bác trai bác gái đều dùng được hết. Đặt đúng vào cái lối đi lại này, ví dụ cái lối nó đi thẳng như này các bác cứ đặt ngang như này. Đấy, không lo dù nó đi ra ngoài kiếm ăn rồi hoặc là bây giờ bắt đầu từ hang ra thì các bác vẫn có thể đạt cái hiệu quả nó không như những cái mẫu lồng. Đây chính là những cái mẫu cạm chuột mà đang muốn đưa đến với toàn thể các bác thợ bẫy chuyên nghiệp hay các bác sử dụng đánh chơi giải trí. Đấy, khi mà đánh hoa màu cũng được. Đấy, vài ngàn đồng một chiếc thôi và các bác mua nhiều thì bên em sẽ giảm giá thành. Thực tế thì các bác nhìn đến đây rất là sướng các bác ạ, đi đặt những cái con này về xong rồi được độ khoảng vài con nữa là em được một bữa no lê luôn, đại gia đình ăn rất là sung túc. Và một chiếc cạm như này các bác có thể thấy đấy ạ, nó có thể kẹp được những cái con chuột lên đến hàng ký là các bác cũng vẫn đánh được nhá. Đấy, con này em cứ tính nhẹ là nó nửa cân là vẫn ngon như thế này đây. Đấy, và rất là mong sẽ được gặp lại các bác trong những review tiếp theo về những mẫu bẫy chuột và những cái thành quả mà em sẽ sử dụng những chiếc cạm như thế này đi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.